Vâng, em chào tất cả các bác nhé. Nay chiều ngày 6, ngày 5, ngày 6 tháng 12 nha các bác. Thì em cũng vừa khu nhận và khui được cặp loa đàn em út của đầu 7 của HBX nha. Đây là 720 nha các bác, HS720. Nó là em út của phân khúc đầu 7. Đầu 7 thì nó gồm có là 720, 750, 760. Nhưng cơ bản 720 là nó sử dụng là nó liền như những dòng mà Ribe mà 26 và 36 được cắt nha các bác. Bass 18 nha, một chung 12 và một chép đom cao cấp nha, chép đom lụa nha các bác. Đặc trưng tiếng trung âm rất là hay và đặc tiếng bass rất là lực nha các bác. Tuy bass 18 thôi nha, nó đánh như những bass 25 luôn nha các bác. Tại nó là dòng loa kỹ thuật nén. Nghe nhạc rất là hay. Nhạc vạc, nhạc bolero, nhạc tay, nhạc tiết tấu nhanh đều đánh rất là tốt. Thì sau đây mời các bác nghe. Và giá cặp loa này là hiện tại đang bán là 4.800.000. Còn thùng nhưng mà thùng hơi xấu nha các bác. Tại hàng bến về thùng hơi xấu, còn shop vài cái shop á. Loa đẹp trên 95% nha. Loa đẹp rất là mới. Vân gỗ là vân gỗ đỏ nha. Eken. Loa bãi về của Mỹ nha các bác. Đây. Phía sau, bác nào lấy thì alo nha, em chỉ còn một cặp này thôi. Mấy cặp hôm qua giờ là lên đường hết rồi. Đấy. À lỗ thông hơi. Đây. HS720. Đây là thông số kỹ thuật 120W trên một loa. Trạm là trạm bắp chuối cao cấp nha, tại nó dòng loa hi-fi nha các bác. Giá rất là rẻ. So với chất âm nó mang lại thì rất là nhiều. Đáng giá rất là nhiều. Chất âm thôi nói là chúng ta không cần lanh tanh. HS720 nha các bác. Dòng speaker hi-fi sử dụng rất bắp chuối và mỏ chim nha. Vừa khui xong nó còn dơ bỏ ha. Để lâu bên đó mà nó móc cái ốc luôn này. Ốc đặc trưng những dòng mà lo Mỹ là ốc lục giác đó nha các bác. À, sau đây mời các bác nghe thử chất âm em nói nha. Các bác nào đâu mà cũng đang có nhu cầu sắm một cặp loa nghe nhạc á, tầm dưới 10 triệu thì các bác lựa chọn những dòng loa Mỹ nha. Những cặp dòng loa Nhật nghe không qua, những dòng loa Tây nó 10 triệu hoặc là 12 triệu nghe không qua được. Loa Mỹ và loa châu Âu luôn là những đẳng cấp rồi. Các bác thấy nghe tiếng bass không? Chắc nụi luôn nha. Nghe có phần nhấn hơn 750 tiếng bass. Hãy subscribe.
Rất là check nha các bác.